Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hiện nay Canada đang rộng mở để đón du học sinh quốc tế sang học tập tại nơi đây. Chính phủ Canada đã có rất nhiều chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh có được kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học với thời gian là 3 năm không phân biệt tỉnh bang. Song song với việc này thì việc xét hồ sơ xin thị thực nhập cảnh và cấp visa đã có tiến trình nhanh hơn để đảm bảo đúng thời gian nhập học của học sinh sinh viên. Tuy nhiên, về phía phòng di trú ở Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam, họ vẫn có những tiêu chí để chọn lọc học sinh và sinh viên thực sự có trình độ học tập cao và khả năng tài chính vững mạnh để đảm bảo có được kết quả hoàn hảo như cả hai mong muốn. Bên cạnh những hồ sơ họ đủ điều kiện để du học thì vẫn còn có một số hồ sơ bị từ chối vì chưa thể hiện đủ và đúng khả năng học tập cũng như là tài chính của gia đình. Phần lớn vì thiếu giấy tờ chứng minh và khi bổ sung nộp lại thì khả năng được cấp visa là rất cao. Khi có những thắc mắc về hồ sơ thủ tục du học tại Canada cũng như là các nước, các bạn hãy gọi đến Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515721. Và để tránh những trường hợp bị từ chối hồ sơ do thiếu thông tin, chúng tôi xin đưa ra một vài lỗi mà các hồ sơ thường bị từ chối. Đó là trình độ học vấn của học sinh sinh viên không tốt, các điểm số trong 3 năm học gần nhất hầu hết là dưới trung bình, hoặc do lịch sử học tập trước đây đã từng nghỉ hoặc ngang tại trường trong nước hoặc một nước khác mà không có lý do chính đáng. Không có kế hoạch học tập rõ ràng, người nộp đơn không nêu rõ kế hoạch học tập hoặc chương trình học, ngành học và khóa học chưa thuyết phục, chưa hợp lý dẫn đến việc người xét hồ sơ nghĩ đến những lý do tiêu cực và nghi ngờ mục đích sang Canada là để du học của mình. Thứ ba là không đủ tài chính. Hồ sơ không đủ tài chính theo như yêu cầu của phòng di trú lãnh sự quán Canada tại Việt Nam. Thứ tư, không đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Phần lớn các gia đình đều có chuẩn bị nhiều trong việc tài chính cho con em du học, nhưng thường nộp thiếu giấy tờ để chứng minh điều này hoặc không thể hiện hết các nguồn thu nhập và tài sản của mình, nên người xét chưa thấy được sự ổn định trong thu nhập và nguồn tài chính không đủ cho việc du học của học sinh sinh viên. Đối với các gia đình có doanh nghiệp, thường thiếu các hợp đồng, hóa đơn mua bán hoặc sổ tay ghi chép để chứng minh thu nhập thực tế, vì biên lai thuế phần lớn là không phản ánh được thu nhập thực sự của doanh nghiệp. Thứ năm, không chứng minh được khả năng quay về Việt Nam sau khi học. Lỗi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc chọn ngành học, khả năng tài chính, tài sản gia đình và không chứng minh được điều gì sẽ khiến mình trở về sau khi hoàn thành khóa học. Thứ sáu, không khai có người thân trực hệ ở Canada. Những hồ sơ không khai có người thân tại Canada do lo sợ ảnh hưởng đến kết quả visa thường bị từ chối vì lý do không trung thực. Lưu ý rằng việc có người thân ở Canada hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả visa của người nộp đơn. Nhất thiết phải khai ngay cả khi họ không phải là người giám hộ hoặc tài trợ về tài chính. Thứ bảy, không khai đủ người thân. Những hồ sơ không khai tên người thân do đã lâu không liên lạc hoặc vì những lý do khác cũng có thể bị từ chối visa với lý do không trung thực. Thứ 8, người thân không đủ tài chính để tài trợ. Đôi khi thu nhập của người thân không đủ điều kiện để tài trợ cho học sinh thì cũng kéo theo hồ sơ bị từ chối vì tài chính yếu. Thứ 9, hồ sơ không trung thực. Những hồ sơ bị phát hiện khai thông tin gian dối, không đúng với thực tế hoặc giấu thông tin, ví dụ như không khai việc đã từng bị từ chối đi Canada bằng bất kỳ hình thức nào của người nộp đơn hoặc của các thành viên trong gia đình như ba, mẹ, anh, chị em. Và cuối cùng là không hiểu rõ những yêu cầu thủ tục khi làm hồ sơ. Điều này cũng là lỗi quan trọng khi nộp hồ sơ. Trước khi nộp hồ sơ hay chuẩn bị hồ sơ, người nộp đơn nên đến các văn phòng công ty để được tư vấn hồ sơ hoàn chỉnh hơn. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học tại Canada và các nước như Mỹ, Úc, Singapore, v.v., các bạn hãy liên hệ đến hotline để được hỗ trợ qua số 0996277629 hoặc 0166515721. Và hiện nay, công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn vui lòng cập nhật vào các website của công ty để tìm hiểu thêm về các thông tin, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Quý khán
giả thân mến, hiện nay việc đi du học ở đất nước Canada đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi chương trình học được hoàn phí, cũng như các bạn sẽ có cơ hội làm việc và định cư tại đất nước Canada sau khi tốt nghiệp. Và trong chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Lê Ngọc Bích, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, để cùng với chúng ta tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trúc Giang xin chào chị Lê Ngọc Bích, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Trúc Giang, chào quý khán giả. Chị Lê Ngọc Bích thân mến, hiện nay khi mà nhắc đến đất nước Canada thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Toronto hay là Vancouver, bởi vì đây là hai thành phố lớn và nhộn nhịp nhất đất nước Canada. Tuy nhiên hiện nay thì các bạn đi du học lại có xu hướng chuyển sang Manitoba, thì không biết lý do tại sao lại như vậy ạ? Có thể nói chính xác về cơ hội việc làm và định cư tại Canada sau khi tốt nghiệp đang làm nên thương hiệu tại tỉnh Manitoba. Cụ thể là sinh viên dễ dàng có được việc làm và được khuyến khích ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình Manitoba Provisional Nominee Program là thỏa thuận của chính phủ liên bang và tỉnh Manitoba nhằm tạo điều kiện thu hút nhiều sinh viên tốt nghiệp, ổn định được cuộc sống và trở thành thường trú dân tại Manitoba. Với tổng chi phí du học bao gồm học phí và chi phí ăn ở, mỗi năm chỉ khoảng từ 350 triệu đến 400 triệu đồng. Du học sinh còn được miễn giảm toàn bộ bảo hiểm y tế trong thời gian du học ở đây. Ngoài ra, chính sách hoàn 60% học phí lên đến 500 triệu đồng được chính phủ Canada thông qua cơ quan thuế trả từng năm cho những sinh viên làm việc tại Manitoba sau khi tốt nghiệp. Đó chính là lý do tại sao mà rất là nhiều bạn chọn Manitoba là điểm đến du học cho mình. Và theo như Trúc Giang được biết thì hiện nay chính phủ của bang Manitoba có những chính sách ưu đãi dành cho các bạn học sinh sinh viên. Như vậy thì chị Bích có thể chia sẻ để các bạn được rõ làm như thế nào để mà các bạn có thể được hoàn trả lại học phí cũng như là sẽ nhận được cơ hội định cư tại bang này sau khi tốt nghiệp ạ? Dạ vâng, điều kiện cụ thể như sau. Nếu bạn tốt nghiệp tại một trường được chứng nhận bởi Canada Revenue Agency, viết tắt là CRA, từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở đi, hiện nay là đang làm việc hay là đóng thuế ở Manitoba, bạn sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ học phí thông qua hoàn thuế thu nhập của thành phố. Bạn không nhất thiết phải học ngay tại Manitoba trước đó. Bằng cấp của bạn có thể là bằng đại học, cao đẳng hoặc là chứng chỉ. Chỉ cần văn bằng của bạn được chứng nhận bởi CRA, bạn sẽ được hưởng chính sách hoàn học phí là 60%. Khi được áp dụng chính sách này thì số tiền học phí tối đa mà bạn có thể nhận lại lên đến 25.000 đô la Canada. Sau đây tôi xin đưa một số ví dụ về chính sách hoàn thuế này có ý nghĩa thế nào với bạn. Chính sách này áp dụng giảm trên phần thuế thu nhập bạn phải đóng. Ví dụ bạn tốt nghiệp vào năm 2007, tổng số học phí đã đóng là 14.000 đô la Canada. Thì số tiền học phí có thể nhận lại thông qua chính sách hoàn thuế thu nhập là 60% trên tổng số tiền 14.000 đô thì bạn sẽ được hưởng là 8.400 đô Canada. Cứ mỗi năm thì bạn sẽ được hoàn lại 10% trên tổng học phí của bạn. Từ năm 3 đến năm thứ 7, nếu mà số thuế tại Manitoba còn lại trên 1.400 đô la Canada, học phí sẽ được hoàn lại trong vòng tối đa là 7 năm. Ngoài ra thì bạn cần phải đăng ký nhận hoàn thuế lần đầu trong vòng 10 năm sau khi tốt nghiệp. Tùy vào số tiền thuế mà bạn sẽ phải đóng tại Manitoba, tiền học phí sẽ được hoàn lại trong vòng 6 năm đến 20 năm tiếp theo. Trong trường hợp nếu bạn nào không tiếp tục định cư tại Manitoba, bạn sẽ không được hưởng chính sách này. Tuy nhiên, nếu bạn quay lại Manitoba trong vòng 10 năm sau khi tốt nghiệp, thì bạn vẫn tiếp tục được đăng ký nhận hoàn học phí của mình.